Kính chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Đối với công tác phòng cháy chữa cháy, việc xử lý ngay từ đầu được xem là khoảng thời gian vàng. Bởi khi đám cháy vừa mới phát sinh, ngọn lửa chưa phát triển và phạm vi cháy chưa lớn, thì việc chữa cháy của lực lượng tại chỗ dễ dàng đạt hiệu quả cao. Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay từ ban đầu, thời gian qua các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương luôn quan tâm xây dựng các mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả về phòng cháy chữa cháy tại chỗ, nhằm góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất sự cố cháy nổ và thiệt hại do cháy gây ra, bảo đảm an toàn cho tính mạng, tài sản của nhân dân. Mở đầu chương trình phòng cháy chữa cháy hôm nay, mời các đồng chí, quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Bình Dương phát huy hiệu quả các mô hình phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Theo luật phòng cháy chữa cháy quy định, mọi hoạt động phòng cháy chữa cháy trước hết phải được giải quyết và thực hiện bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ. Do đó, công tác tuyên truyền, vận động xây dựng lực lượng quần chúng tham gia vào công tác phòng cháy chữa cháy từ cơ sở có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy. Thực tế cho thấy, nếu vụ cháy được nhân dân phát hiện và cứu chữa kịp thời thì thiệt hại ít, ngược lại sẽ dẫn đến cháy lan, gây hậu quả nghiêm trọng. Chính vì vậy, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã chủ động tham mưu đề xuất cấp ủy chính quyền, chỉ đạo các ngành các cấp và địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Điển hình như thành phố Tân Uyên đã xây dựng thí điểm mô hình xe chữa cháy lưu động tại phường Uyên Hưng vào tháng 4 năm 2023. Sau một năm ra mắt, mô hình này đã phát huy hiệu quả đáng kể trong việc xử lý kịp thời các vụ cháy nhỏ trong ngõ hẻm, nhà trọ, cháy cỏ khô, nên đã được nhân rộng ra nhiều địa phương trên địa bàn thành phố và trong toàn tỉnh. Song song đó, thực hiện kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Tân Uyên, trong năm 2023 đã có 150 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 46 điểm chữa cháy công cộng được xây dựng ra mắt. Lũy kế đến nay thì toàn thành phố đã có 169 trên 169 mô hình tổ liên gia đạt 100% và 62 trên 62 mô hình điểm chữa cháy công cộng đạt 100%. Tất cả 169 tổ liên gia trên địa bàn thành phố đều đã xây dựng được phương án chữa cháy và tổ chức thực tập phương án đạt 100%. Thông qua các mô hình hay về phòng cháy chữa cháy đã khơi dậy và huy động sức mạnh, nguồn lực tại chỗ trong nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là thời điểm vàng 5 phút khi vụ cháy xảy ra, theo phương châm 4 tại chỗ, lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân, chỉ huy ở trong dân. Từ đó xây dựng thế trận phòng cháy chữa cháy liên hoàn vững mạnh ngay tại cơ sở. Mô hình về tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy và cái mô hình điểm chữa cháy công cộng thì cũng đã phát huy rất là nhiều cái tích cực, cái hiệu quả trong cái công tác phòng cháy cháy. Đặc biệt là cái mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy thì được thực hiện thì các cái hộ gia đình rồi các cái hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh ở các cái địa bàn dân cư và các cái địa bàn ở khu phố ấp thì đã được thường xuyên nâng cao các cái kiến thức cũng như là những cái kỹ năng để phòng ngừa cái sự cố cháy nổ. Một số cái vụ cháy thì cũng đã được các cái tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy là xử lý kịp thời ngay từ cái giai đoạn ban đầu nên không để xảy ra những cái thiệt hại. Thì và cái điểm nhấn nữa trên địa bàn thành phố Tân Uyên cái thời gian vừa qua ở cái cấp cơ sở đó là việc xây dựng cái mô hình các cái tổ chữa cháy lưu động cơ động trên các địa bàn các phường. Thì hiện nay là trên 10 phường là đều đã có các cái xe chữa cháy cơ động của phường trực tiếp là quản lý và thực hiện cái việc tổ chức chữa cháy. Theo thống kê thì trong quý 1 năm 2024 thì đã có tổng là 47 vụ cháy là do cái lực lượng cơ sở, lực lượng ở dân phòng các cái địa bàn khu phố đã triển khai cái tổ chữa cháy lưu động này và dập tắt ngay từ giai đoạn ban đầu, như là các cái vụ cháy cỏ, cháy rác lan vào trong khu dân cư, các cơ sở sản xuất, rồi một số vụ cháy nhà dân là cũng đã được các cái tổ chữa cháy lưu động này xử lý hiệu quả. Với đặc thù của một địa phương đang có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa cao, trong đó có nhiều khu nhà trọ, nhiều tuyến hẻm nhỏ hẹp, nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư, khiến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố Tân Uyên gặp khó khăn, thách thức. Từ thực tế này, lãnh đạo cấp ủy chính quyền và công an các địa phương trên địa bàn thành phố đã phối hợp với ngành chức năng thành phố Tân Uyên tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh nhà trọ, cơ sở kinh doanh xăng dầu, hộ gia đình liền kề, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh chủ động trang bị bình chữa cháy sát tay,
các dụng cụ phá dỡ thô sơ, tạo lối thoát nạn thứ hai. Một số địa phương còn ký kết quy chế phối hợp giữa khu cụm công nghiệp và Ủy ban nhân dân xã phường nơi có khu cụm công nghiệp trú đóng nhằm sẵn sàng chi viện lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy các vụ cháy nhỏ, hỗ trợ đốt cỏ chủ động phòng cháy chữa cháy mùa khô. Hàng năm thì sau khi rà soát những cái công ty doanh nghiệp đang hoạt động phải là ký cam kết cũng như là trang bị những cái phương tiện để đảm bảo trong công tác phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên ngoài các cái cơ sở kinh doanh là trên địa bàn, ngoài ra là để phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là những cái thửa đất trống chưa sử dụng đến, đặc biệt là phải vận động người dân phát quang. Theo ý kiến chỉ đạo của trên thì Ủy ban nhân dân đã vận động mạnh thường quân là xã hóa được một cái xe là chữa cháy lưu động trị giá là 100 triệu đồng. Ngoài ra còn thành lập là 18 tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên trong năm 2023 thì về kinh tế gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của là cán bộ cũng như là ban điều hành khu phố vận động, tổ chức vận động, tuy nhiên thì cái số lượng còn rất là thấp. Thì năm 2024 thì tiếp tục xã hội hóa để là cái công tác phòng cháy chữa cháy ngày càng đạt hiệu quả. Các trang chúng tôi có đội phòng cháy chữa cháy thường xuyên huấn luyện cho nhân viên về việc phòng cháy chữa cháy, để khi có trường hợp cháy xảy ra thì chúng tôi còn có biện pháp, cái cách sử dụng và biện pháp phòng cháy hiệu quả nhất. Thời gian qua, với việc thành lập và duy trì hoạt động các nhóm liên hệ qua Zalo của tất cả khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm kết nối triển khai phổ biến thông tin về các vấn đề liên quan tới công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh đối với người trực tiếp phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các doanh nghiệp, cơ sở đã giúp cho lực lượng tại chỗ đề cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở. Nhiều vụ cháy tại các công ty xí nghiệp xảy ra gần đây đều được lực lượng chữa cháy tại chỗ dập tắt kịp thời. Như vậy, thiệt hại về tài sản không đáng kể. Có thể kể đến như vụ cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Toa Việt Nam. Nhờ chữa cháy sớm mà thiệt hại về tài sản không đáng kể. Tài sản cứu được gồm nhiều nhà xưởng tại công ty và khu vực lân cận với diện tích là 10.594m2 cùng khoảng 14.000m3 sơn thành phẩm các loại. Hay như vụ cháy xảy ra tại khu vực đóng gói xưởng sản xuất chính của công ty cổ phần cà phê Hòa Tan Trung Nguyên. Các thành viên đội chữa cháy cơ sở của đơn vị có tinh thần trách nhiệm cao, vận dụng tốt những kiến thức chuyên môn đã được tập huấn, nhờ vậy đã nhanh chóng dập tắt đám cháy. Cũng chính vì vậy, trong năm 2023, mặc dù số vụ cháy có tăng so với cùng kỳ năm 2022, tuy nhiên có đến 449 vụ cháy là cháy nhỏ và sự cố cháy đã được quần chúng nhân dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ phối hợp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ địa phương dập tắt kịp thời, không để cháy lan, cháy lớn, thiệt hại không đáng kể, chiếm 94,8% tổng số vụ cháy. Kết hợp với tiến hành đồng bộ các cái biện pháp từ tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho đến tổ chức huấn luyện cái kỹ năng về phòng cháy chữa cháy cho nhiều đối tượng người dân như là lực lượng dân phòng, lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng phòng cháy chữa cháy ở cơ sở cho đến học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên ở các cái trường học, các cấp. Đồng thời chúng tôi cũng khuyến khích người dân tự trang bị phương tiện chữa cháy trong gia đình qua cái việc phát động phong trào nhà tôi có bình chữa cháy, vận động hộ dân, cán bộ công chức tự trang bị bình chữa cháy. Hiệu quả của các mô hình từ cái tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đến điểm chữa cháy công cộng hoặc là nhà tôi có bình chữa cháy đến cái việc tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì cần phải được duy trì, nhân rộng không những trong phạm vi tỉnh mà còn cần được nhân rộng trên cả nước để nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Với những mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả như trên của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Bình Dương và các địa phương, nếu được người đứng đầu các cơ sở và người dân trên địa bàn tỉnh quan tâm, hưởng ứng tích cực, sẽ góp phần phát huy hiệu quả cao nhất công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tủ chữa cháy là một trong những thiết bị thuộc hệ thống phòng cháy chữa cháy vô cùng quan trọng trong các công trình công cộng, tòa nhà, chung cư, bệnh viện hay trong các nhà máy sản xuất. Việc lắp đặt tủ chữa cháy sẽ giúp đảm bảo an toàn cho công trình và giảm thiểu những nguy cơ cháy nổ đáng tiếc có thể xảy ra.
Phần cuối chương trình phòng cháy chữa cháy hôm nay, mời các đồng chí quý vị và các bạn cùng theo dõi hướng dẫn của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương về cách sử dụng tủ chữa cháy trong nhà sao cho phát huy hiệu quả chữa cháy cao nhất. Một trong những phương tiện chữa cháy tại chỗ quan trọng phải kể đến là họng nước chữa cháy trong nhà. Họng nước này được bố trí lăn vòi đầy đủ để khi xảy ra cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở triển khai chữa cháy ban đầu. Trước đây, cuộn vòi chưa được rải ra sẵn và đấu nối vào họng nước. Muốn sử dụng, người chữa cháy phải thực hiện thao tác rải vòi, gắn đấu nối vào họng nước. Sau đó, tiến hành kéo cuộn vòi đến nơi xảy ra cháy, mở van khóa và triển khai phun nước chữa cháy vào đám cháy. Việc làm này gây mất thời gian, ảnh hưởng đến hiệu quả chữa cháy ban đầu. Vì vậy, hiện nay, phòng PC07 tập trung hướng dẫn cơ sở, xếp sẵn cuộn vòi chữa cháy, lắp sẵn đấu nối vào họng nước, luôn luôn ở trạng thái thường trực. Khi sự cố cháy nổ xảy ra, lực lượng chữa cháy cơ sở chỉ cần mở tủ, cầm lăng chữa cháy, kéo vòi chạy đến đám cháy để triển khai chữa cháy mà không mất thời gian rải vòi, gắn đấu nối vào họng nước chữa cháy như trước. Sau đây là các tình huống chữa cháy bằng họng nước chữa cháy trong nhà. Tình huống 1. Lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp tiến hành triển khai chữa cháy khi cuộn vòi chưa được xếp sẵn. Đầu nối của cuộn vòi chưa được đấu nối vào họng nước. Tình huống 2, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở triển khai chữa cháy tại họng nước mà cuộn vòi chữa cháy đã xếp sẵn. Đầu nối của cuộn vòi được đấu nối sẵn vào họng nước chữa cháy trong nhà, thì thời gian triển khai phun nước vào đám cháy sẽ nhanh hơn trường hợp chưa gắn sẵn vào họng nước. Hiệu quả công tác chữa cháy ban đầu sẽ tốt hơn. Tình huống 3, sử dụng lăn phun chữa cháy có gắn khóa đóng mở. Tình huống lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở có mặt từ 2 người trở lên. Cuộn vòi chữa cháy đã xếp sẵn. Đầu nối của cuộn vòi được đấu nối vào họng nước chữa cháy trong nhà. Khi đó, một người sẽ mở tủ chữa cháy trong nhà ra cầm lăn chữa cháy đi đến đám cháy. Một người sẽ mở khóa họng nước cho ra nước. Nhưng ở đây, người cầm lăn chữa cháy có thể tùy chỉnh khi nào cần cho ra nước, tùy theo tình hình đám cháy, vì ở đầu lăng chữa cháy có van khóa đóng mở nên thuận tiện cho người cầm lăng phun. Tình huống 4, sử dụng lăng phun chữa cháy có gắn khóa đóng mở. Tình huống lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở có mặt duy nhất chỉ một người, không có ai hỗ trợ trong công tác chữa cháy. Khi phát hiện cháy, tiến hành mở tủ chữa cháy, cầm lăng chữa cháy kéo vòi chạy đến nơi phát sinh đám cháy, xong đặt lăng chữa cháy xuống, khóa lăng chữa cháy lại và chạy ngược lại họng nước chữa cháy, mở khóa nước, sau đó chạy lại lăng chữa cháy, tiến hành cầm lăng mở khóa lăng phun nước vào đám cháy. Kính thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phòng cháy chữa cháy kỳ này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.